Chào các bạn, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm USB hiệu năng cao của Kingston dưới cái thương hiệu là HyperX. Thì HyperX này là cái thương hiệu mà Kingston cho ra đời để dành cho những cái sản phẩm hiệu năng cao của họ, ví dụ như là USB này, SSD hay là tai nghe hay là chuột hay là những cái gì liên quan đến chơi game. Thì tất cả những cái đó hiệu năng cao nó sẽ được gom vào cái thương hiệu này và các bạn sẽ không thấy Kingston ở đây nữa. Thay đó nó sẽ là HyperX và tên của USB sẽ là Savage. Và nó có là cái chuẩn kết nối USB 3.1 Gen 1. Thì như hôm trước mình đã nói thì cái thế hệ thứ nhất của 3.1 này thực chất nó vẫn là 3.0 thôi, với băng thông là 5 Gbps/s. Khi nào mà sẽ lên Gen 2 thì khi đó băng thông tăng lên gấp đôi là 10 Gbps/s, thì khi đó mới thực chất là 3.1. Phiên bản mình có hôm nay mình mượn được là nó có dung lượng 128GB. Ngoài ra thì cái HyperX Savage này còn có cao nhất là 256GB, với tốc độ cùng tốc độ đọc ghi là 350 MB/s cho tốc độ đọc và 250 MB/s cho tốc độ ghi. Thì ở đây thì nhà sản xuất có quảng cáo nó là truyền tải nội dung 4K chỉ trong vài giây mà thôi. Đó thì các bạn sẽ thấy được là cái USB này nó sẽ ra đời dành cho cái việc truyền tải video 4K. Thì đây là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn sẽ thấy nó là có một thiết kế rất là hầm hố và rất là mang phong cách của những cái gì đó hiệu năng cao, với màu đỏ đen là màu chủ đạo. Cái nắp này vẫn là nắp nhựa và những cái phần màu đen đây đều là nhựa. Còn cái phần màu đỏ này thì có thể nó là kim loại. Mình gõ vào thì mình cảm thấy nó là kim loại. Nó là chữ X cho thương hiệu HyperX. Nó có tốc độ đọc là 350 MB/s và tốc độ ghi là 250 MB/s. Và đây là có cái cổng 3.1. Một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và nhẹ, tương tự những cái USB hiện nay trên thị trường. Bây giờ mình sẽ thử cắm cái Savage này vào trong cái máy tính của mình để mình thử đo tốc độ bằng cái phần mềm speed test của Blackmagic cho các bạn xem trên Mac. Mình có một cái phần mềm đây để mình sẽ đo thử xem là cái hiệu năng thực sự so với cái công bố nhà sản xuất nó như thế nào. Mình sẽ bắt đầu cho nó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đo tốc độ ghi đó, thì bạn sẽ thấy là nó rất là cao, lên 236 vừa rồi là cao nhất. Nó rất là sát so với con số thực tế của Kingston đưa ra là 250 và tốc độ đọc là 207. Một lát nữa thì nó đang thực hiện những cái màn ghi và đọc những cái file với độ lớn, những cái độ phức tạp khác nhau. Đó thì bạn sẽ thấy đây nó lên đến là 347 MB/s, 348. Tức là nó rất sát so với con số của nhà sản xuất công bố. Thì đây là sản phẩm sẽ dành cho những cái người mà cần tốc độ cao và dung lượng lớn. Dung lượng cao nhất của nó là 256GB. Nó sẽ cạnh tranh với những cái ổ USB tốc độ cao của Leica hay là của Apacer. Đó, mặc dù nó không phải là chiếc USB nhanh nhất thế giới hiện nay, nhưng mà tốc độ nó đã gần sát với lại những cái ổ SSD ở trên thị trường. Và cái này nó có giá tham khảo ở thị trường nước ngoài là khoảng độ $90, tức là khoảng 2 triệu hơn khi về Việt Nam. Kingston sẽ bán cái này chính hãng ở Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.